Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật căn cước sửa đổi. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, luật này được xây dựng nhằm mục tiêu rất quan trọng là tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Mục tiêu thứ hai là không để ai bị xâm phạm về đời tư cá nhân. Bộ trưởng Tô Lâm cho biết sẽ có quy định để không ai có quyền giữ thẻ căn cước công dân. Trường hợp có khách lưu trú thì khách sạn cũng không có quyền giữ thẻ này. Bộ Công an phấn đấu đến trước 30 tháng 7, mọi người dân đều có căn cước. Bộ trưởng cho hay đã có 19 trên 36 tỉnh đã hoàn thành cấp căn cước đạt tỷ lệ 100%. Mặc dù quá trình thực hiện không tránh khỏi sai sót, nhưng hệ thống cơ sở dữ liệu sẽ được cập nhật thường xuyên, đảm bảo tinh thần đúng, đủ, sạch, sống. Hôm nay, Chính phủ ban hành nghị định về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Một trong những điểm mới của nghị định lần này là không quy định chức danh công chức trưởng công an xã, do đã bố trí công an chính quy ở cấp xã và nghị định bổ sung quy định tăng thêm không khống chế tối đa số lượng công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở đơn vị hành chính cấp xã có quy mô dân số, diện tích tự nhiên cao hơn so với tiêu chuẩn. Hiện nay, theo quy định, số cán bộ công chức cấp xã được khoán cứng theo loại đơn vị hành chính. Nghị định cũng quy định cán bộ công chức cấp xã phải có trình độ từ đại học trở lên. Ba ông cháu đã tử vong trong một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra rạng sáng nay tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ngọn lửa đã bùng lên tại căn nhà 3 tầng trong một con hẻm ở phường Lộc Thọ. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đến hiện trường dập lửa, nhưng do hẻm nhỏ và căn nhà bị cháy không có lối thoát hiểm nên khó khăn cho công tác chữa cháy. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế. Theo người dân địa phương, lúc hỏa hoạn xảy ra, trong nhà có khoảng 10 người. Một số người trong nhà đã tự thoát ra ngoài, nhưng một người đàn ông cùng hai đứa trẻ 6 tuổi và 9 tuổi đã không kịp thoát ra và tử vong. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi tầng trệt của căn nhà nơi được dùng làm tiệm tạp hóa. Nhiều tài sản trong nhà bị hư hại hoàn toàn. Hai căn nhà kế bên cũng bị hư hỏng một phần. Công an đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Thưa quý vị, theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sáng nay có 115.059 thí sinh dự thi vào lớp 10 môn văn đạt tỷ lệ 99,5%, vắng 594 em. Trong đó, hai thí sinh vi phạm quy chế thi, một thí sinh mang điện thoại vào phòng thi và một thí sinh mang tài liệu vào phòng thi. Theo ghi nhận chung từ nhiều giáo viên học sinh, cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông ở Hà Nội năm nay vẫn giữ nguyên như mọi năm. Kiến thức văn học và tiếng Việt bám sát chương trình ngữ văn lớp 9. Tuy nhiên, trọng tâm vẫn rơi vào nội dung của học kỳ 2. Dự kiến phổ điểm trung bình không thấp, có thể từ 7,0 đến 8,0, nhưng sức nóng điểm chuẩn cũng vẫn sẽ là một vấn đề đáng quan tâm của kỳ thi năm nay. Chiều nay, các em thi môn thứ hai là ngoại ngữ với 60 phút và sáng mai thi môn cuối cùng là môn toán. Thưa quý vị, Đà Nẵng, một trong những điểm đến hàng đầu miền Trung, đang gặp phải thách thức không hề nhỏ khi lượng khách quốc tế đến địa phương này chưa phục hồi hoàn toàn. Khó khăn này đòi hỏi ngành du lịch Đà Nẵng phải có những giải pháp đột phá để đảm bảo tăng trưởng số lượng du khách. Lên kế hoạch thu hút khách, đạo hồi là một trong những giải pháp được đưa ra tại Hội thảo Phát triển khách du lịch Hồi giáo mới diễn ra vào Đà Nẵng sáng nay. Tìm kiếm giải pháp để tháo gỡ. Tại hội thảo, các chuyên gia du lịch nhận định Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung sau đại dịch đã kết nối mạnh mẽ với các quốc gia có tỷ lệ người Hồi giáo cao như Malaysia, Indonesia, Singapore, Ấn Độ. Việc mở lại đường bay trực tiếp giữa Đà Nẵng và các nước trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho du khách ở những nước này sang tham quan Đà Nẵng. Do đó, đẩy mạnh thu hút khách từ các quốc gia Hồi giáo sẽ là giải pháp quan trọng giúp Đà Nẵng đa dạng hóa thị trường quốc tế khác nhau ngoài những thị trường truyền thống, tăng trưởng lượng khách. Đáng chú ý, các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch Hồi giáo hàng đầu Malaysia đã trao đổi, chia sẻ thông tin hữu ích về văn hóa ẩm thực, tín ngưỡng, thói quen tiêu dùng, xu hướng thị trường du lịch Hồi giáo đến doanh nghiệp quan tâm, đầu tư khai thác thị trường này. Hội thảo được kỳ vọng sẽ kích hoạt cả cộng đồng doanh nghiệp du lịch tại miền Trung cùng xây dựng, kiến tạo nên hệ sinh thái mới để chào đón dòng khách du lịch đặc thù này vào thời gian tới.
Bản tin sẽ được tiếp tục với những tin tức quốc tế. Thưa quý vị, Ả Rập Xê Út và Mỹ thông báo các phe đối địch ở Sudan đã nhất trí thực hiện một lệnh ngừng bắn trên toàn quốc trong vòng 24 giờ, bắt đầu từ 6 giờ ngày 10 tháng 6 theo giờ địa phương, tức là 11 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam. Theo đó, các bên nhất trí không tiến hành các vụ không kích, tấn công bằng pháo binh và tiếp tế cho các lực lượng trong thời gian lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Trước đó, ngày 6 tháng 6, các phe phái đang tham chiến tại Sudan bắt đầu nối lại các cuộc đàm phán ngừng bắn do Ả Rập Xê Út và Mỹ bảo trợ trong bối cảnh các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn cả ở trên không và trên bộ ở thủ đô Khartoum của nước này. Kể từ tháng 4 vừa qua, các cuộc giao tranh ở Sudan đã khiến hơn 1.800 người thiệt mạng, khoảng 1,2 người phải rời bỏ nhà cửa đến vùng khác lánh nạn, trong khi 400.000 người phải sơ tán sang các nước láng giềng. Theo Liên Hợp Quốc, khoảng 25 triệu người, tương đương hơn 50% dân số Sudan cần được cứu trợ và bảo vệ. Vụ vỡ đập ca khúc ca ở miền nam Ukraine đã khiến hàng nghìn người ở Kherson không có nước uống, trong khi nguồn cung cấp lương thực đang ngày càng cạn kiệt. Lũ lụt quy mô lớn ở tỉnh Kherson đã xảy ra do vụ vỡ đập ca khúc ca, khiến cho hàng chục khu định cư ngập trong nước và có tới 40.000 người ở trong khu thảm họa. Nga và Ukraine đã cáo buộc nhau cố ý phá hủy con đập này. Trong khi đó, các chuyên gia đang đánh giá về thiệt hại với môi trường và nhà chức trách của cả hai bên đang nỗ lực đưa hàng nghìn người dân đi sơ tán. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đang nhanh chóng cung cấp các thiết bị y tế cần thiết đến các khu vực bị ngập lụt ở tỉnh Kherson và sẵn sàng ứng phó với một loạt nguy cơ về sức khỏe, bao gồm đuối nước, các bệnh liên quan đến nước như dịch tả và chấn thương tâm lý. Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, cơn mưa dữ dội đầu tiên trong mùa hè được ví như nước thuyền rồng đã trút lượng mưa lên tới 453mm xuống thành phố Bắc Hải thuộc tỉnh Quảng Tây của nước này. Một video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều ô tô ngập trong nước trên đường phố ở Bắc Hải. Một tòa nhà cao tầng cũng bị ngập lụt và lực lượng cứu hộ đã khẩn trương sơ tán cư dân. Đài truyền hình CCTV đưa tin thành phố Ngọc Lâm gần đó đã ghi nhận 35 giờ mưa liên tục. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo trong những ngày tới, mưa sẽ tiếp diễn tại miền Nam Trung Quốc và nhiều khả năng dông bão cũng sẽ hoành hành ở khu vực Đông Bắc nước này. Bộ Tài chính Pháp cho biết 75 công ty sản xuất 80% lượng thực phẩm của Pháp đã cam kết giảm giá thành của hàng trăm sản phẩm kể từ tháng 7 tới để hỗ trợ người tiêu dùng vốn đang chật vật chi trả hóa đơn năng lượng. Trước đó, các công ty sản xuất thực phẩm của Pháp đã đối mặt với sức ép phải giảm giá khi giá thực phẩm ở nước này tăng lên các mức cao kỷ lục trong những tháng gần đây, mặc dù giá nguyên liệu đầu vào đã hạ nhiệt. Lạm phát hàng năm của Pháp trong tháng 5 vừa qua đã bất ngờ giảm xuống 6%, mức thấp nhất trong một năm qua, do giá năng lượng và lương thực chỉ tăng ở mức vừa phải. Tuy nhiên, giá thực phẩm trong tháng 5 vẫn tăng 14% sau mức tăng kỷ lục gần 16% của tháng 3. Bản tin 15 giờ của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.